Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam và sau đây sẽ là những nội dung chính có trong bản tin ngày 1 tháng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ đoàn đại biểu Hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài. Bà con cộng đồng người Việt ở một số nước tổ chức đón Tết cổ truyền sớm. Trưng bày tranh tư liệu 5 dòng tranh dân gian nổi tiếng là tranh đồng hồ, tranh hàng trống, tranh kim hoàng, tranh làng Sình, tranh kính. Ngày 30 tháng 1, tại cuộc gặp đoàn đại biểu lãnh đạo Tổ chức Hội đoàn Người Việt Nam ở nước ngoài, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những chia sẻ của kiều bào về nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, góp sức đấu tranh bảo vệ chủ quyền, thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài. Hiện số lượng trí thức kiều bào về nước nghiên cứu khoa học, giảng dạy, các doanh nghiệp có vốn đóng góp của kiều bào, lượng kiều hối gửi về trong nước ngày càng tăng. Thông báo với bà con kiều bào về các kết quả chính của Đại hội Đảng lần thứ 12, Tổng Bí thư khẳng định Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tối ngày 30 tháng 1 tại thành phố Bruxelles, Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ đã tổ chức tiệc chiêu đãi đón Tết Bính Thân 2016 cho cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ và tham dự có gần 300 khách mời là đại diện ngoại giao các nước cùng đông đảo bà con người Việt đang sinh sống tại Bỉ. Đại sứ Việt Nam tại Bỉ và EU Vương Thừa Phong đã phát biểu chúc Tết, nhắc lại những thành tựu kinh tế xã hội của Việt Nam trong năm vừa qua. Trong quan hệ với EU, đại sứ khẳng định quan hệ hai bên tiếp tục phát triển khi tiến gần hơn đến việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do song phương. Trong năm qua, Việt Nam-EU cũng đã tổ chức kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thay mặt bà con kiều bào, ông Huỳnh Công Mỹ, Chủ tịch Tổng hội Người Việt Nam tại Bỉ, đánh giá cao việc Đại sứ quán tổ chức gặp mặt thượng mừng xuân, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ, tạo điều kiện cho bà con có dịp gặp gỡ và giao lưu. Những người tham dự lễ chiêu đãi đã được thưởng thức những món ăn cổ truyền trong ngày Tết của Việt Nam như bánh chưng, giò lụa, giò gà hay nem. Tối 29 tháng 1, Đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập Xê Út đã tổ chức buổi gặp mặt mừng xuân đón Tết Bính Thân 2016 cho bà con Việt Kiều và người lao động Việt Nam đang sống và làm việc tại đất nước vùng vịnh này. Hơn 600 bà con đại diện cho 20.000 người Việt Nam trên toàn Ả Rập Xê Út đã đến dự buổi gặp mặt. Đại sứ Hoàng Khắc Việt thay mặt cho Đại sứ quán đã gửi lời chúc Tết tới cộng đồng người Việt ở nước này. Đại sứ cũng động viên toàn thể cộng đồng đoàn kết, nỗ lực làm việc vượt qua mọi khó khăn, tôn trọng pháp luật nước bạn, góp phần phát triển hơn nữa quan hệ giữa hai nước. Trao đổi với đại sứ và cán bộ đại sứ quán, các bạn bè Ả Rập Xê Út, các vị khách nước ngoài đã phát biểu và chúc cộng đồng người Việt đón Tết cổ truyền đầm ấm và hạnh phúc. Tối 30 tháng 1, tức ngày 21 tháng Chạp, hơn 2.000 kiều bào tỉnh Udon Thani và các tỉnh Đông Bắc Thái Lan đã cùng tham dự chương trình liên hoan Chào Xuân Bính Thân 2016 do cộng đồng người Việt tại tỉnh Udon Thani tổ chức. Đây là hoạt động thường niên của cộng đồng người Việt tỉnh Udon Thani trong mỗi dịp năm mới. Và đến chia vui cùng bà con, còn có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Ken, chính quyền tỉnh Udon Thani. Chương trình liên hoan chào đón Xuân Bính Thân 2016 được cộng đồng người Việt tỉnh Udon Thani tổ chức trong hội trường lớn, trường Đại học Rajahat. Cũng như những năm trước, năm nay kiều bào tại các tỉnh Đông Bắc Thái đã về chung vui cùng với người Việt tỉnh Udon Thani. Không chỉ những bậc cao niên trong cộng đồng, chương trình đón xuân năm nay còn có sự tham dự của nhiều kiều bào thế hệ thứ hai, thứ ba, và đó chính là niềm vui lớn nhất mà kiều bào tại các tỉnh Đông Bắc Thái Lan nhận được trong đêm nay. Hôm nay thì hôm đầu tiên để người Việt được hưởng ứng cái liên hoan hôm nay, được trao đổi những cái sự việc năm 2015, nghĩ rằng năm 2016 thế nào cũng phải phát triển hơn năm trước. Ấn tượng nhất là thấy sự đoàn kết của đông đảo người con gốc Việt, phải nè, từ lớp thứ ba, thứ tư, phải nè, hay lớp đầu của cha mẹ mình á, lại đây là đoàn kết lại, sum họp nhau đông đủ. Là một không khí là nào là ngày Tết, nào là được sự đoàn kết đầm ấm để làm gương cho nối tiếp cho đoàn sau.
con cháu mình á, gốc Việt và sinh sống ở trên đất nước Thái. Chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi và được sum họp nhau đoàn kết như vậy, hướng về Tổ quốc. Và một năm như vậy là cho anh em bà con kiều bào, tất cả mọi người được chia sẻ những cái tấm lòng thương yêu nhau. Thấy bà con anh em lại đông, tôi rất mừng và sung sướng mừng lắm, kè lên đấy. Đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt đối với sự phát triển của tỉnh trong những năm qua, ông Trạ Tha Vút Chăn Thon, tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani, mong muốn trong thời gian tới, bà con có thêm nhiều hoạt động quảng bá văn hóa truyền thống của Việt Nam để người Thái hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh hai nước đã cùng là thành viên của cộng đồng chung ASEAN. Việc làm này cũng sẽ góp phần thu hút khách du lịch đến với Udon Thani cũng như vun đắp cho quan hệ giữa hai nước. Tôi rất mong muốn cộng đồng người Việt tỉnh Udon Thani quảng bá văn hóa truyền thống của Việt Nam thông qua các biểu diễn văn nghệ để góp phần thu hút du khách đến với tỉnh Udon Thani, đặc biệt là khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi cũng sẽ cố gắng cùng với ban quản lý xây dựng khu di tích trở thành một trung tâm văn hóa của Việt Nam tại tỉnh Udon Thani. Nhấn mạnh năm 2016 là một năm đặc biệt khi Thái Lan, Việt Nam cùng kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và cũng là năm đầu tiên cộng đồng chung ASEAN hình thành. Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Nguyễn Ngọc Sơn mong muốn bà con Việt Kiều các tỉnh Đông Bắc Thái Lan sẽ nắm bắt những cơ hội mà cộng đồng kinh tế ASEAN mang lại. Tin tưởng cộng đồng người Việt tại Đông Bắc nói riêng và toàn Thái nói chung sẽ tiếp tục phát huy truyền thống dân tộc, xây dựng cuộc sống ngày càng no ấm hạnh phúc, góp phần vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị Thái-Việt ngày càng bền chặt. Còn tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân Berlin, Hội đồng Hương Quảng Bình tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức buổi giao lưu chào đón năm mới Bính Thân 2016 với sự hiện diện của đông đảo bà con đến từ khắp các vùng miền tại Cộng hòa Liên bang Đức và Hội đồng Hương Quảng Bình đến từ Cộng hòa Séc cùng tham dự. Buổi giao lưu đã diễn ra trong không khí tươi vui, ấm tình đồng hương của kiều bào xa xứ. Rất nhiều các cháu thế hệ thứ hai, thứ ba cũng đến tham gia để cảm nhận về sự gắn bó của cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc với những làn điệu gợi nhớ quê hương Quảng Bình đã làm cho không khí buổi giao lưu thêm rộn ràng. Những món ăn dân tộc mang hương vị Tết Việt cũng được bà con mời nhau thưởng thức. Buổi giao lưu cũng là nơi để bà con tâm tình, trò chuyện và gửi những lời chúc tốt đẹp tới nhau nhân dịp Tết đến xuân về. Sau 6 ngày đạp xe đi qua nhiều địa danh của miền Bắc và miền Trung Việt Nam, chiều ngày 30 tháng 1, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ngài Ted Osius đã đến Huế, kết thúc chuyến hành trình đạp xe mang tên Hành trình mới từ Hà Nội vào Huế, đánh dấu 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ. Xuất phát từ thủ đô Hà Nội ngày 24 tháng 1, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius cùng với đội của mình đã lần lượt đến thăm rừng Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình, đền Lam Kinh, Thanh Hóa, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS ở Nghệ An, làng trẻ mồ côi ở Hà Tĩnh, thăm động Phong Nha Quảng Bình, thăm cầu Hiền Lương Quảng Trị và đích đến cuối cùng là Ngọ Môn, Hoàng Thành Huế vào chiều ngày 30 tháng 1. Vượt qua những bất lợi về thời tiết, ngài Ted Osius đã hoàn thành chuyến đạp xe đầy ý nghĩa, truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường, di sản văn hóa, đặc biệt là đi qua những khu vực chiến trường ác liệt ngày xưa để chứng kiến những khu dân cư trù phú và không ngừng thay đổi của ngày nay. Hai mươi bức tranh về Việt Nam và do các học sinh Việt Nam vẽ mới đây đã được trưng bày tại Cung Quốc gia Kremlin ở Điện Kremlin. Đây là những bức tranh được chọn trong số 356 tác phẩm gửi tới từ 50 thành phố của Nga, Uzbekistan, Slovenia và Serbia để tham gia cuộc thi Tôi vẽ Việt Nam, Tôi vẽ nước Nga do Hội hữu nghị Nga-Việt Nam tổ chức. Các bức tranh đều là sự thể hiện trong sáng, chân thực quan điểm của các em về đất nước, con người Việt Nam và Liên bang Nga. Cuộc thi được tổ chức từ tháng 10 năm 2015 nhằm kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Liên bang Nga và Việt Nam với sự tham gia của các học sinh Nga và Việt Nam tại Liên bang Nga. Tranh dân gian Hàng Trống, Kim Hoàng của Hà Nội hay tranh Đồng Hồ Bắc Ninh, tranh Làng Sình tại Cố Đô Huế, tranh Kính Nam Bộ. Lần đầu tiên, một triển lãm giới thiệu cùng lúc 5 dòng tranh dân gian của Việt Nam đã được tổ chức tại Hà Nội. Triển lãm mang tên Nét Xuân do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố Cổ Hà Nội kết hợp với Bảo tàng Gốm Sứ Hà Nội tổ chức từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 16 tháng 2, trưng bày khoảng 200 tư liệu về tranh dân gian Việt Nam. Tranh dân gian Kim Hoàng, Hà Nội.
Đây là một dòng tranh phát triển mạnh vào thế kỷ 19, nhưng bắt đầu thất truyền từ trận lụt năm 1915 sau khi nhiều ván in tranh bị cuốn trôi. Đến năm 1945 thì dòng tranh này hoàn toàn không được sản xuất nữa. Các nhà sưu tập và các họa sĩ đã bỏ nhiều công sức để có thể phục dựng những bức tranh dân gian Kim Hoàng. Để phục dựng dòng tranh Kim Hoàng là rất là vất vả, bởi vì là mẫu thì phải lấy ở bên cái quyển sách của người Pháp, người ta vẫn còn lưu giữ lại. Ở đây người ta không phải là lưu giữ lại bản mộc mà người ta lưu giữ lại cái bức tranh. Mình dựa trên cái bức tranh chụp lại để phục chế lại. Tranh dân gian Hàng Trống, tranh Đông Hồ. Trước đây, những bức tranh này thường được sử dụng cho mục đích thờ cúng hoặc mua về dán trên tường vào dịp Tết, hết năm lại lột bỏ, thay tranh mới. Ngày nay, tuy không còn được sử dụng nhiều như trước, nhưng những bức tranh dân gian của hai dòng tranh này vẫn là kỷ niệm khó quên đối với nhiều người, đặc biệt là trong dịp Tết. Khi tôi còn thơ bé thì có đi Hàng Trống và đi Đông Hồ để mua những cái bức tranh Tết này để tặng cho các cụ ở gia đình. Thì cái dòng tranh Tết này thì nó có cái điểm đặc biệt đấy là màu sắc lộng lẫy. Nhất là đối với những cái người lớn tuổi như chúng tôi thì thấy đấy là một cái sự xúc động, gợi lại một cái Tết xưa có một cái tính chất cơ bản là tống kiệu nghinh tân, tức là bỏ cái cũ đi, đón cái mới về, bóc cái tranh cũ đi, dán cái tranh mới vào để cho nó sang nhà, nó sáng, nó vui vẻ. Không chỉ những người lớn tuổi, thế hệ trẻ Việt Nam cũng có tình cảm đặc biệt đối với các dòng tranh dân gian của quê hương. Nguyễn Đức Huy, một học sinh lớp 12 tại thành phố Hồ Chí Minh, tuy mới 18 tuổi nhưng đã có 2 năm kinh nghiệm phục chế dòng tranh kính Nam Bộ. Đến nay, Huy đã phục chế được khoảng 20 bức tranh thuộc dòng tranh này. Nếu mà cái tấm tranh nó hư hại quá nhiều thì mình lấy đi lớp cũ rồi mình đồ lại cái lớp mới lên trên cái tấm tranh. Còn không thì mình giữ nguyên bản hoặc là vẽ lại cái tấm tương tự như vậy. Cái công đoạn vất vả nhất là cái công đoạn lên màu, tại vì thường mình chỉ cần lem một cái là cái tác phẩm nó bị hư. Triển lãm tranh dân gian Nét Xuân sẽ còn kéo dài cho đến hết ngày 16 tháng 2. Ban tổ chức hy vọng, thông qua triển lãm này, nhiều người dân Việt Nam sẽ biết đến các dòng tranh dân gian truyền thống, qua đó hiểu thêm được về một nét văn hóa của dân tộc. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin Người Việt bốn phương ngày hôm nay. Quý vị có thể truy cập vào hai địa chỉ website vtv4.vn hoặc trang YouTube chính thức của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam để theo dõi lại chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.